Bây giờ là buổi trưa, đâu đó thì cũng gần 2 giờ trưa rồi. Vậy là một tháng mới đã tới, tháng 12, tháng cuối cùng trong năm. Chuẩn bị Tết dương lịch, một tháng nữa là Tết dương lịch rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 12. Chợ hãng phân đây. Rẽ vào trong chợ coi thử ha. Rẽ vào đây. Đó, rẽ vào ở phía bên trong này. Thắng hay à. Bây giờ mới 2 giờ trưa mà trong đây cũng không có còn bán gì hết. Dẹp hết trơn, không có ai bán gì cả. Rẽ qua bên cổng lạnh thử ha. Đây là cổng lạnh. Một bầy chim bay ở trên trời rồi. Trường Bình Đức. Vào đường Tây Nguyên thử xem. Ghê đều ha. Giờ này cũng có nắng nữa. Ngày hôm nay cũng nắng đó. Nhưng mà đỡ gắt hơn là mấy ngày trước. Mấy ngày trước trời nắng gắt kinh hồn gắt luôn. Có một người khuyết tật ở phía bên tay trái. Là tại vì nóng quá, quá nóng luôn. Mấy thứ này chạy xe mà thấy giá đi trên đường phải dòng lại, phải hóa lại bên xem. Thấy có cái gì đáng xem không? Thấy bình thường. Được thời gian đi.
hồ Thảo Hớ đây nè. Hôm nay cũng đẹp trời ha, tuy là hơi nắng. Thời tiết như vậy nếu như mà mình đi du lịch đó, đã lắm luôn á. Như là đi lên mấy cái vùng cao cao như là kiểu như là Đà Lạt hoặc đi Phan Thiết Vũng Tàu này kia cũng ok á. Có một ông cụ băng qua đường. Không biết ông cụ này có cái số hay là gì á. Thấy kẹp cái gì á, nhìn cũng không rõ. Mỗi lần đó, mà giờ này đỏ như thế này nè, được một khoảng thời gian thì là ngắn thôi, nhưng mà có thể nhìn được nhân sinh, người này đi qua, người kia đi lại, có người giàu, có người nghèo, nhiều người cứ lũ thủ đi ở trên đường. Đúng là bà cơ bản là buồn. Hôm bữa mưa và vé số
xong rồi để cũng mười mấy ngày sau mới dò. Cuối cùng rồi kết quả thì ai cũng biết rồi, hỏi tụi nói đó là vít. Mười mấy số không bao giờ trúng á, nên bởi vậy vì sao mà những người bán vé số dạo á, càng nhiều người bán vé số dạo á thì càng ớn. Đây là giờ ít ai mua vé số, cực kỳ ít người mua vé số luôn, mà người bán dạo quá trời luôn. Thì cứ về chảy ra biết rồi đâu có ai mua nữa đâu. Nó bị lãng ra là những người bán vé số họ cũng bán không có được bao nhiêu vé. Có mấy cái bản tuyên truyền á như là ma túy mà khi nhớ hồi xưa lúc mà còn nhỏ, cái thời đó thì người ta bị nghiện ma túy cực kỳ nhiều luôn, xong rồi kiểu như là mấy cái bản tuyên truyền đó gì á bị ấn tượng với lại cái hình ảnh đó là người hút ma túy như bộ xương khô đóng ra mới gấp. Đây là bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi.